Xin chào tất cả anh em nha. Cách đây thôi mình có gửi đến các bạn một video là hướng dẫn nhận token Osen từ sàn Binance. Thì các bạn nào có làm dự án với mình thì các bạn vào đăng nhập vào sàn Binance để kiểm tra ví các bạn. Các bạn mở ví bấm vào wallet nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một spot BNB BTC này các bạn thì các bạn sẽ nhận được mỗi một tài khoản nhận được 1.3 token Osen, giá trị hiện tại khoảng 2 đô mấy các bạn, hồi nãy 2 đô 3 giờ sụp các bạn. Thì để đủ minh chay, con này không đủ minh chay thì minh chay nó thì 10 đô các bạn. Mình không đủ minh chay thì các bạn có thể chuyển đổi qua BNB Smart Chain nha các bạn. Bấm vào con cover BNB rồi các bạn bấm vào một add này các bạn. ALL rồi bấm bấm cover thì token này nó sẽ quy đổi qua BNB thì các bạn có thể rút về các bạn. Min rút BNB rất là thấp luôn các bạn. Ok, như vậy mình đã cập nhật dự án Osen từ sàn Binance cho tất cả các bạn. Các bạn cũng đừng quên like, đăng ký, bấm chuông và chia sẻ cái video này giúp mình nha các bạn. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình và đang ủng hộ mình. Và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.